Ok, bây giờ anh sẽ phát cho các bạn một cái phiếu có khoảng 29 câu thôi nhá, để ôn luyện nó ở mức độ cơ bản, còn khó hơn anh chưa muốn cho các bạn luyện vội. Thì chúng ta sẽ làm những bài sau, chúng ta sẽ làm khoảng 10 bài thôi, không có nhiều, để chấm nhá. Anh sẽ này, những câu sau này, câu 10, làm những câu sau câu 10 này, ghi lại đi, không tí nó lại quên. Câu 18, câu 26, câu 29, ôi 29 khó nhất rồi. Câu 14, đến 5 câu, tiếp, 16, sao mấy câu dễ không vào nhỉ, 25, 4, à đây rồi, xuống câu dễ rồi, 13, và câu 1. Ok chưa? Rồi bây giờ các bạn đợi một chút nhá, phiếu sẽ về. Thì chúng ta sẽ làm trong thời gian từ 8:05. Không, 10 câu này thì anh sẽ cho làm đến 8:30 thôi. Sau đó thu chấm. Thu chấm chữa nhá. Ok, xong rồi đi về. Bây giờ chúng ta sẽ check cái đáp án. Sau đó thì chữa. Được không? Nào, câu 1 của chúng ta sẽ là gì? Tất nhiên rồi, D. Câu 2 sẽ là, à câu 4 sẽ là B. Câu 10 sẽ là C. Viết ở trên bảng này. Từ cứ ngồi ung dung, 13D. 14 sẽ là B bò. 16 sẽ là C. 18 sẽ là A. 25 sẽ là D. Ô, 26 anh chưa làm à? 26 đáp án là gì bác ơi? Thôi được rồi, tin các bạn đi, D đi. Chưa làm, chưa làm. Câu này anh bị sót. Hả? Rồi được rồi, D. 29 là A. Đúng hết không? Rồi ok, thì order 26, 29, 13, 18. Rồi chữa từ 13 trước nhá, chữa từ nhỏ đến lớn nhá. Hôm nay vừa đã làm rồi còn gì. Nào 13 nhá. Câu 13 các bạn muốn hiểu ấy thì các bạn nên vẽ hình ra. Nào Nhung có làm được không? Nhung nghịch nhé. Nào nó bảo là cho điểm M này. Viết phương trình đứng thẳng. Đặc điểm là thứ nhất là đi qua M, vuông góc với D và song song với mặt phẳng P. Thì đầu tiên anh chỉ cần vẽ, các bạn nhìn này, delta đang song song với mặt phẳng P thì có phải là U delta sẽ vuông góc với cả NP không? Nhìn có hiểu không? Nhìn có hiểu đoạn này không? U delta vuông góc với NP. Cái thứ hai là U delta có vuông góc với cả UD không? Thế cái đoạn này nhớ nó thấy nó quen quen không? U delta vuông góc với NP, U delta vuông góc với UD, quen không? Vậy thì suy ra U delta bằng cái gì? U delta chính bằng NP nhân có hướng với UD. Có hiểu không? Thì nó sẽ, chúng ta nhân có hướng ra thì kết quả sẽ thu được là vector chỉ phương sẽ là, à vector phát tuyến nó sẽ là 1, 1. Hình như nó là 5, 5 trừ 10 hay sao ấy. Thì rút gọn nó được là 1, 1 trừ 2. Nhớ chưa? Đấy, hiểu vấn đề chưa? Thì các bạn chỉ cần nhìn cái vector chỉ phương ở đáy thôi, chúng ta có thể chọn đáp án D rồi, không cần phải viết thêm nhiều luôn. Cả lớp hiểu đoạn này không? Trước Tết là chúng ta đã học cái bài gì nhỉ? Học cái bài phương trình mặt phẳng ấy. Các bạn có nhớ cái phương trình mặt phẳng mà anh cho là như này này. Mặt phẳng đi qua 3 điểm ABC như này đúng không? Thì các bạn thấy là cái vector phát tuyến của chúng ta có đặc điểm là vuông góc với tất cả đường thẳng thuộc mặt phẳng đấy không? Thì ta có NP này, vuông góc với vector AB. NP cũng vuông góc với vector AC. Vậy thì cái NP này vuông góc với cả hai, thì muốn tìm được NP ta sẽ nhân có hướng AB với cả AC ra.
Có nhớ bài này không? Thế thì bây giờ mình quy lên cái bài này cũng thế này. U delta nó vuông góc với NP, U delta vuông góc với UD. Thế thì mình chỉ cần nhân hai thằng này vào ra U delta. Hiểu chưa? Hiểu tư duy đấy chưa? Cả lớp rõ chưa nào? Mấy thằng kia cứ nói chuyện đi nhá. Không ai đợi, không ai ấy, những thằng không nghe đâu. Nào tiếp đâu 18 nữa các bạn. Đến 18 là câu order của các bạn này. Các bạn nhìn cho anh bài 18 nhá. Bây giờ nó cho hai cái đường thẳng rất là như này này, hai đường thẳng này. X bằng gì đây? 1 cộng T, Y bằng 2 cộng T, Z bằng 3 trừ T. Và bên này là gì? X bằng 1 cộng 2T phẩy, Y bằng trừ 1 cộng 2T phẩy, Z bằng 2 trừ 2T phẩy. Đúng không? Thế thì đầu tiên các bạn để mà làm được cái này nhá, đầu tiên các bạn chọn tranh cái U1 ra. Bằng bao nhiêu? Chọn cái U1 nào. Thằng nào nói chuyện điện thoại đây? Thằng Minh hay thằng Thành đây? Chắc chắn là một trong hai thằng thôi. Hỏi bạn nào đang ở nhà để làm gì để qua thăm à? Bao nhiêu? 1 chứ 1 trừ 1. Còn bên này sẽ là U2 sẽ bằng gì? 2 trừ 2. Có tỷ lệ với nhau không? Có tỷ lệ thì nó sẽ rơi vào trường hợp song song hoặc là gì? Trùng hoặc song song. Có hiểu không? Trùng hoặc song song. Thế thì bây giờ biết là nó trùng hay là nó song song và để làm thế nào để xử lý nó. Nhá, thì chúng ta sẽ có một cái thao tác rất rất đơn giản. Các bạn tập trung ở đây. Rất rất đơn giản nhá. Chúng ta sẽ làm như sau các bạn ơi. Các bạn chỉ cần chọn một điểm bất kỳ thuộc đường thẳng này. Thử xem thay vào đây nó có thuộc mặt thẳng kia không là được. Ví dụ các bạn thấy chọn điểm A là 1, 2, 3. Nếu cái điểm 1, 2, 3 này cũng thuộc cái đường thẳng này thì nó sẽ rơi vào trường hợp trùng. Còn nó không thuộc thì nó sẽ rơi vào trường hợp song song. Song. Có hiểu không? Thay ở đây. Các bạn thấy là 1 cộng 2 T phẩy bằng 1. Có phải chia T phẩy bằng 0 không? Đúng không? Đấy, vậy thay 0 ở đây thì có được trừ 1 cộng 2 nhân 0. Có phải chỗ này là suy ra cái Y này bằng trừ 1 không? Trừ 1 thì khác bên này là bằng gì? 2. Hiểu chưa? Vậy thì có trùng không? Không. Đấy, vậy thì đáp án là xong. Hiểu chưa? Hiểu tư duy chưa? Đấy. Nào. Sao? Cái gì? Nhưng ra thì mình chỉ thay thử điểm này xem. Điểm này là chắc chắn thuộc đây rồi. Tại vì mình moi từ đây ra mà. Mình thay vào đây xem có thuộc cái này không. Thì em sẽ cho x sẽ phải bằng gì? 1. Y sẽ phải bằng 2. Và z sẽ phải bằng 3. Em hiểu không? Thì tôi thì vấn đề chỉ là tính nhầm, tôi còn hiểu cái đấy rồi thì. Với các bạn nốt cho anh một cái sao này. Đó là phương pháp hay là kỹ thuật? Phương pháp xác định mối quan hệ giữa hai đường thẳng. Mối quan hệ giữa hai đường thẳng. Bước 1. Xét U1 có tỷ lệ với U2 không? Xét U1 có tỷ lệ với U2 không? Thì nó sẽ có hai câu trả lời là có hoặc là không. Nếu có đến bước 2, nếu không đến bước 3, được chưa? Thì đến bước 2 của chúng ta, nếu có thì nó sẽ rơi vào trường hợp là song song hoặc gì? Hoặc trùng, đúng không? Song song hoặc trùng, được chưa? Thì công đoạn của chúng ta bước 2 của chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ lấy một điểm bất kỳ. Lấy một điểm bất kỳ, các bạn lấy cũng rất là dễ thôi mà. Lấy một điểm bất kỳ thuộc gì? Lấy một điểm bất kỳ thuộc D1 thay vào gì? Thay vào D2. Nếu câu chuyện là nó có thuộc D2 thì nó sẽ rơi vào trường hợp gì? Trùng. Còn nó không thuộc D2 thì nó sẽ rơi vào trường hợp song song song. Có hiểu tư duy không? Rồi. Đấy, ghi đi xong đi để chúng ta sẽ đến với cả bước 3. Bước 3 thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ rơi vào trường hợp là gì? Bước 3 thì nó sẽ rơi vào trường hợp hai trường hợp còn lại là cắt hoặc gì? Cắt hoặc chéo, đúng rồi, cắt hoặc chéo. Thế thì cắt hoặc chéo đúng không? Cắt hoặc chéo thì nó sẽ có cái câu chuyện như sau. Đó là cắt ấy thì có mấy điểm chung? Một điểm chung, hai đường thẳng cắt nhau có một điểm chung. Còn chéo thì có điểm chung nào không? Không.
thì chúng ta đi giải hệ, giải nhanh cái hệ hai phương trình. Nếu được một nghiệm thì nó là gì? Cắt. Còn nếu nó vô nghiệm thì nó là gì? Chéo. Xong. Bây giờ anh sẽ làm thử cho các bạn bài 20 nữa nhé các bạn nhé. Bài 20 chúng ta sẽ làm thử luôn cho nó nhanh. Đấy. Ví dụ bài 20 này. Ghi xong chưa? Chúng ta thấy D1 ở bài 20 là bao nhiêu đây? D1 bài 20 là bao nhiêu? X bằng gì? X bằng T, Y bằng trừ T và Z bằng 1. D2 là bằng X bằng 0, Y bằng 2 và Z bằng T, T phẩy. Thế đầu tiên các bạn nhìn cho anh cái U này. U1 của chúng ta bằng bao nhiêu? Có phải là 1 trừ 1 không không? Còn U2 bằng bao nhiêu nào? 0 là sai rồi. Đúng, 0 là đúng. 0 gì nữa? 2 là sai. 0, 0, 1. Hai cái này có tỷ lệ không? Không hề tỷ lệ luôn đúng không? Không tỷ lệ. Không tỷ lệ suy ra nó sẽ rơi vào trường hợp gì? Rơi vào trường hợp là gì? Chéo hoặc là gì? Cắt đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi giải hệ nhá. Các nhìn anh giải hệ này. Giải hệ thì rất đơn giản thôi. Các bạn cho x bằng x, y bằng y thôi là được. Ta có x bằng x này. Ta sẽ có là t sẽ bằng 0 không? Trừ t sẽ bằng 2. Và gì? 1 sẽ bằng t. T phẩy. Thế các bạn nhìn thấy này. Hai dòng đầu tiên đã mâu thuẫn như muốn đấm nhau rồi. T vừa bằng 0, t vừa bằng trừ 2 được không? Ngay hai dòng nhìn ngứa mắt quá loại luôn. Vậy thì nó sẽ không có điểm chung. Vậy thì nó rơi vào trường hợp chéo nhau. Xong. Có dễ không? Có dễ không các bạn? Hiểu chưa? Đấy, thế thôi, xong. Nào, chúng ta tiếp tục chữa đến câu số bao nhiêu nhỉ? 29 luôn à? Còn 26 nữa mà, đúng không? 26 thì ra 26 nó có cái gì đâu mà sao bạn ấy góc giữa đường thẳng D đúng không? Nào, vào mặt phẳng B. Câu 26, đầu tiên mặt phẳng B thì suy ra NP bằng bao nhiêu? Có phải 345 không? 345. Còn UD bằng bao nhiêu? Âm 3455 thì đổi thành 345 được không? Thằng này là chỉ phương, hai thằng này trùng nhau thì đường thẳng này nó vuông góc thôi chứ có gì đâu. Pháp tuyến thằng này là chỉ phương của đường thẳng D thì nó là vuông góc, khỏi cần làm. Đúng không Dương? Có hiểu không? Vừa lấy học thằng này đúng không? Đây NB đây, NB chính là chỉ phương. Đúng chưa? Nó vuông góc rồi, lý thuyết rồi. 29. Khoảng cách giữa hai đường thẳng. Câu này khoảng cách giữa hai đường thẳng công thức dạy chưa? Đầu tiên chọn cho anh điểm A thuộc đường thẳng thứ nhất là điểm nào? 1, 2, 1 đúng không? Và U1 chuẩn bị cho anh thêm cả cái U1 nữa. U1 là bao nhiêu? Đọc nào. 2, 2 trừ 1 được chưa? Nào. B là điểm thuộc đường thẳng A1, A2 đi cho nó đỡ lẫn nhớ. A1, A2 đi. A2 bao nhiêu nào? Mấy? 1, 3, 2. U2 bằng bao nhiêu? Đọc nào. 2 trừ 1 trừ 2. Đúng không? Thì đầu tiên chúng ta phải lấy cái vector A1, A2 đã. A1, A2 bằng bao nhiêu? 0, 1, 1. Tốt. Vừa là anh bấm đúng nhầm một số mà anh làm phải làm đi làm lại đấy. Thế thì các bạn thấy ở đây công thức đã có chưa? Khoảng cách giữa D1 với D2 nó bằng cái gì? Nó sẽ bằng là lấy U1 nhân có hướng với U2, xong rồi nhân vô hướng với vector A1, A2 được chưa? Đúng không? Xong lấy độ lớn, chia cho độ lớn của U1 nhân U2. Đúng không? Có cần anh bấm máy tính trên này nhìn không? Đầu tiên là mốt 5 là vector này, tạo vector A này, có kích thước là 3 này. Vector A sẽ là vector U1 nhân 22 trừ 1. 22 trừ 1, được chưa? Xong ấn AC này. Xong rồi tiếp tục ấn nút Option. Tạo vector tiếp theo. Ấn số 1, ấn số 2. Tạo vector thứ 2 là 2 trừ 1 trừ 2. 2 trừ 1 trừ 2. Được chưa? Tiếp tục tạo vector số 3. Bằng nút Option tạo vector tiếp là vector C. Là vector này là 0, 1, 1. Như vậy là đủ để đi bấm chưa? Ấn AC. Vậy đủ đi bấm rồi này.
Các bạn thấy ở trong này thì không bấm được phân số thì các bạn nhớ mở ngoặc đóng ngoặc đúng là được. Cái này anh sẽ lấy tử chia cho mẫu này. Nào bây giờ tử chia cho mẫu, mẫu là ship ship ABS này của option là lấy vector A nhân option vector B được chưa? Đúng chưa? Để anh gõ mẫu trước, bây giờ quay lại gõ tử này. Gõ tử thì nó hơi lằng nhằng hơn bởi vì nó có tích vô hướng nữa. Thì các bạn phải mở ngoặc đóng ngoặc ra. Lấy gì? Option vector A nhân option vector B. Xong nhân vô hướng, các bạn nhân vô hướng là option này. Kéo xuống này. Nó có chữ tích vô hướng, ấn số 2 ở đây. Nó sẽ hiện ra dấu chấm này mới là tích vô hướng. Được chưa? Xong các bạn thêm vector C vào đây. Được chưa? Ok chưa? Nhìn đúng công thức chưa? Nhìn này. Vector A nhân vector B đóng ngoặc nhân vô hướng vector C chia cho thằng mẫu là ABS của cái này đúng không? Như vậy thằng trên anh còn thiếu ABS nữa đúng không? Đúng chưa? Thằng trên bị thiếu ABS mà. Ship ABS đấy, nó mở ngoặc như này ra thì các bạn đóng ngoặc vào cái chỗ này. Nó đã mở ngoặc rồi thì mình phải đóng ngoặc ở chỗ này thêm lần nữa. Rồi bằng phát ra kết quả này 0.4961. Bạn thử đáp án xem, đáp án A sẽ là 0.4961 xong. Hiểu chưa? Còn không thì các bạn làm tay. Công thức đây rồi, bây giờ có tính toán bằng tay thôi. Lười thì chịu. Được chưa? Đã dặn dò nào, dặn dò trước khi về nào. Có. Làm hết phiếu này. OXYZ đường thẳng cộng thêm một đề. Full khảo sát nhá. Đấy, cụ thể nó ở trường Lý Thường Kiệt đấy. Năm ngoái ừ, đấy. Anh chưa tìm thấy đề phúc lợi.